Cháu chào tể tướng ạ. Hồng Xiêm đến rồi à? Dạ, có việc gì mà tể tướng cho người đón cháu tới phủ gấp thế ạ? À, có gì đâu. Tự dưng ta thấy nhớ cháu, nên gọi cháu đến chơi với ta ấy mà. Tể tướng lại đùa cháu rồi. Mà người có con chim ưng đẹp thế ạ? Cháu cũng tinh mắt đấy. Con chim này ta mới được tặng. Nó rất thông minh. Ngày mai ta định cùng nó vào rừng đi săn. Muốn cháu đi cùng cho vui, nên cho người đón cháu đấy. Cháu có thích đi không? Ơi, đi săn ạ. Tuyệt quá, cháu thích lắm. Cháu cảm ơn tể tướng ạ. Ta biết là cháu sẽ thích mà. Sổng mất con mồi rồi, tức chết đi được. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Bọn thú rừng trốn hết đi đâu mà cả ngày không săn nổi một con. Chắc chúng nghe danh tể tướng oai hùng quá nên không dám ló mặt ra đấy ạ. Lẽ nào lại như vậy? Mà hôm nay thời tiết nóng thật đấy. Ta uống bao nhiêu nước mà vẫn khát. Để cháu lấy nước cho tể tướng ạ. À, đã hết nước rồi sao? Cháu nghe quân lính nói, đây là bình nước cuối cùng rồi ạ. Ta nhớ là đã sai người hầu chuẩn bị rất nhiều nước mang theo mà. Sao đã hết rồi? Các người làm việc kiểu gì vậy? Dạ, đúng là đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng hết rồi ạ. Mong tể tướng bớt giận. Dạ, chắc hôm nay trời nắng nóng quá nên tể tướng uống hơi nhiều nước. Đằng nào cũng muộn rồi, hay mình về đi ạ. Nhưng ta đang rất khát nước. Ta phải tìm nước uống trước đã rồi mới về được. Dạ tể tướng cứ ngồi đấy, để nô tài đi tìm nước cho người ạ. Thôi khỏi, ta cũng muốn nhân tiện đi một vòng quanh rừng cho khuây khỏa. Các ngươi không cần đi theo đâu. Tể tướng, người cho cháu đi theo với ạ. Đây rồi, có nước để uống rồi. Ây, mi làm gì thế? Sao lại hất tung bát nước của ta? Có phải mi cũng khát nước muốn uống không? Chờ ta uống xong, rồi đến lượt mi. Hả? Mi bị điên à? Đã bảo từ từ rồi ta cho uống mà. Sao cứ phá đám ta thế? Còn một lần nữa thì đừng có trách ta. Mi đúng là không xem lời nói của ta ra gì. Ta đường đường là một tướng quân oai vệ. Chẳng lẽ lại không dạy bảo được một con chim như ngươi? Ôi, con chim! Đó là bài học cho kẻ nào dám quấy phá ta. Tể tướng, con chim chết rồi ạ. Ai bảo nó dám ngăn cản ta chứ? Tể tướng, bình thường con chim của người có cứng đầu vậy không ạ? Không, bình thường nó rất biết nghe lời. Không hiểu sao hôm nay lại manh động như thế. Lẽ nào có uẩn khúc gì ạ? Cháu cảm thấy nó không phải muốn phá đám, mà chỉ là muốn ngăn không cho người uống nước thôi. Ngăn ta uống nước ư? Giờ ta mới để ý, trên bề mặt dòng nước này có những chiếc lá cây. Lẽ nào dưới lá cây có gì đó không ổn? Hả? Rắn? Là xác của một con rắn độc. Thế là rõ rồi, con chim đã phát hiện ra được điều này, biết rằng nước suối có độc, nên đã cố tình ngăn cản không cho người uống nước, chứ không phải là cố ý phá đám ngài. Lẽ nào lại như thế? Thì ra nó muốn cứu ta. Vậy mà ta lại nghĩ xấu về nó, còn tức giận, chém chết nó nữa. Ta đúng là quá hồ đồ rồi. Đúng là một con chim trung thành. Ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta sẽ cho người tặng một con chim ưng bằng vàng, đặt trước điện chính, để tưởng nhớ đến ngươi. Đến chuyện ngày hôm nay, chim ưng ơi. Đúng là một quyết định đưa ra trong lúc tức giận, thường sẽ dẫn tới sai lầm mà. Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? Mới sáng ngày ra. Con vàng nhà mình sắp chết rồi ạ. Vật chết là chết thế nào? Hôm qua ta vẫn còn thấy nó chạy trong sân mà. Nó chạy vậy chứ có chịu ăn uống gì đâu. Hôm nay thì bệt rồi, cứ nằm im một chỗ, toàn thân thì lở loét, trông kinh lắm ạ. À,
đến mức ấy sao? Đâu, để ta ra xem nào. Đâu, để ta xem mi bị bệnh gì nào. Chắc là nó bị ghẻ rồi, toàn thân lở loét thế kia mà. Thế giờ phải làm sao hả ông? Thì đi mua thuốc cho nó uống, với bôi ngoài da cho nó chứ sao. Nếu mấy ngày mà không đỡ thì tính tiếp. Dạ con biết rồi ạ. Bôi thuốc mấy ngày rồi mà trông nó chẳng khá hơn chút nào. Đồ, con chó thế nào rồi? Có đỡ hơn không? Chẳng đỡ tí nào ông ạ. Còn nặng hơn đấy chứ. Chắc là nó sắp chết rồi. Mà sao hôi thế nhỉ? Chó sắp chết có khác. Người ta bảo hôi như chó chẳng sai. Thôi, mau vứt nó đi đi. Hả? Vứt đi ạ? Ông không định chôn cất nó tử tế à? Nó là chó, chứ có phải là người đâu mà chôn cất tử tế. Với lại, nó đang bệnh thế này, để chết trong nhà xui xẻo lắm. Mà cẩn thận, bệnh ghẻ của nó lại lây sang thằng Xoài, thì có phải là khổ không? Nhưng mà nó cũng gắn bó với nhà mình bao nhiêu lâu rồi, còn thương nó lắm. Thương thì ta cho mi đi cùng nó luôn nhá. Mau vứt đi, vứt càng xa càng tốt, vứt vào rừng ấy, kẻo nó tỉnh lại, lại tìm đường mò về. Thôi, con chẳng làm được đâu. Con xin phép ông nghỉ mấy ngày để về nhà lo việc. Ông tự vứt đi nhá. Ở cái thằng này, đứng lại. Đúng lúc cần thì nó lại bỏ của chạy lấy người thế chứ. Mình đành phải đích thân vứt đi vậy. Đêm này chuốc cho nó liều thuốc mê, rồi đưa nó đi vậy. Chỗ này được đấy. Nó có tỉnh lại, chắc cũng không tìm được đường về đâu. Ê, thôi chết, mới đó mà nó đã tỉnh lại rồi. Mau đi thôi. Không biết nó có đuổi theo mình không nữa. Quá, chân mình bị thương rồi. Khi không lại có cái hố giữa đường thế này chứ. Là mày sao Vàng? Tốt quá rồi. Mau sủa thật to để gọi người đến kéo ta lên đi. Ơ kìa, tao bảo mày sủa để gọi người đến mà mày lại bỏ đi là sao? Hả? Chắc nó không muốn cứu mình vì mình đã vứt nó đi đây mà. Đành phải tự thân vận động thôi. Cứu, cứu, cứu với. Có ai không? Cứu, cứu tôi. Không xong rồi. Hết khán cả cổ từ sáng đến giờ mà không ai nghe thấy để cứu mình. Trời sắp tối rồi. Mình sẽ làm mồi cho lũ thú rừng mất thôi. Ông, con đến cứu ông đây. Hả? Nô à? Tốt quá! Mau đưa ta lên trên đi! Ông hãy bám lấy sợi dây thừng này mà trèo lên! Đầu kia con đã buộc vào một thân cây rồi! Chắc lắm! Được! Ta lên ngay đây! May cho ông là con Vàng chạy về tìm con! Ra hiệu cho con đi theo! Nên con mới biết mà đến đây cứu ông đấy! Thì ra nó bỏ đi là về tìm mi à? Vậy mà ta cứ tưởng... Vàng! Vàng ơi! Vàng! Chắc là nó kiệt sức quá nên chết rồi. Đang bệnh nặng lại chạy đường xa như thế, chịu làm sao nổi. Con chó rõ là trung thành, thế mà ông lại vứt nó đi vào tận rừng sâu như thế này chứ. Đúng là... Ta xin lỗi nhá. Để ta mang mi về chôn cất tử tế. Ta sai rồi.